Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Và ngay sau đây xin chuyển đến các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, 18 tháng 1. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, trong phần điểm tin bóng đá sáng ngày hôm nay mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Văn Hậu hồi phục thần tốc báo tin vui cho tuyển Việt Nam. Sau nhập tịch bỏ hết Brazil, Trung Quốc lấy tiền đạo cuối bắp đấu Việt Nam ra quyết định gây tranh cãi với cầu phượng, huấn luyện Park đã có chìa khóa để hạ Trung Quốc. Mời các bạn cùng đón nghe. Hồi phục thần tốc, Văn Hậu mang tin vui đến người mộ. Các bạn thân mến, hậu vệ Đoàn Văn Hậu mới đây cho thấy những dấu hiệu vô cùng tích cực và đang chuẩn bị về Việt Nam để đón Tết cổ truyền. Theo đó thì trên trang cá nhân của mình, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã cập nhật những hình ảnh mới nhất của mình tại Hàn Quốc. Cầu thủ gốc Thái Bình vừa đi tuốt tát lại mái tóc của mình trong thời gian rảnh rỗi. Đây được xem là động thái cho thấy Văn Hậu sẽ trở lại Việt Nam đón Tết 2022 cùng gia đình trong thời gian tới. Được biết là chấn thương của Văn Hậu đang có những tiến triển hết sức tích cực và cầu thủ từ bên chế Hà Nội FC có thể được trở về nhà nghỉ ngơi. Phía bệnh viện Seed Sports cũng đã tỏ ra bất ngờ với tốc độ hồi phục ấn tượng của hậu vệ này. Dự kiến là Văn Hậu sẽ có chuyến bay trở về Việt Nam ngày 25 tháng 1 tới đây để đoàn tụ cùng gia đình. Câu lạc bộ Hà Nội được cho là đã sẵn sàng các phương án tập luyện để cho Văn Hậu có thể tiến hành tập hồi phục trong thời gian tới. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của đội bóng thủ đô giúp cho Văn Hậu sớm trở lại một cách an toàn. Về phía Văn Hậu, cách đây ít hôm, cầu thủ 22 tuổi vừa có cuộc gặp mặt với cựu huấn luyện viên thể lực của câu lạc bộ Hà Nội là Lee Jin Nam. Huấn luyện viên Hàn Quốc trở về quê nhà sau khi đáo hạ hợp đồng với đội chủ sân hàng đẫy. Hiện tại thì ông đang làm việc tại đội bóng hạng 3 Văn Hậu tỏ ra rất phấn khởi khi gặp lại người thầy cũ. Cả hai đã có nhiều chia sẻ thú vị về công việc và cuộc sống. Mặc dù đang cho thấy những tín hiệu hồi phục đầy tích cực, tuy nhiên, Văn Hậu chắc chắn sẽ bỏ lỡ phần còn lại của vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á. Bên cạnh đó, khả năng để Văn Hậu có mặt ở SEA 2022 vào tháng 5 và vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6 thực sự là cũng không cao. Sau nhập tịch bỏ hết về Brazil, Trung Quốc phải lấy tiền đạo quý bắp để đấu Việt Nam. Các bạn thân mến, không phải những ngôi sao nhập tịch mà một tiền đạo khác gốc Trung Quốc nhiều khả năng sẽ ra chính ở trận đấu gặp tiền Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Theo trang 163.com, có bài viết về tiền đạo Wang Di Minh, người được coi là nhân tố mới của tuyển Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ ra chính hai trận tiếp theo tại vòng loại World Cup gặp Nhật Bản ngày 27 tháng 1 và Việt Nam ngày 1 tháng 2 Sở dĩ Quang Di Minh trở thành sự lựa chọn hàng đầu của tân huấn luyện viên Li bởi cầu thủ này đã thể hiện tương đối ổn trong một số buổi đá tập trên tuyển Trung Quốc trong ít ngày gần đây. Quang Di Minh 26 tuổi có lợi thế về chiều cao, anh cao 1m87 thuộc biên chế của câu lạc bộ Bắc Kinh Cục An. Thực tế thành tích ghi bàn của Di Minh có phần kém ấn tượng ở cả cấp lực câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này từng ghi 8 bàn sau 56 trận cho Bắc Kinh Cục An và trước đó là một bàn sau 30 trận ở câu lạc bộ Down, Thậm chí khi trở lại Queen Down từ năm 2017, cầu thủ này không ghi được bàn nào sau 8 lần ra sân. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Di Minh từng đá 4 trận trong áo U23 Trung Quốc và 2 trận ở đội tuyển quốc gia nhưng vẫn chưa ghi bàn thắng nào. Đây rõ ràng là những chỉ số cực kỳ khiêm tốn của chân sút đến từ vùng Sơn Đông. Dưới thời huấn luyện viên VTE, Hoàng Di Minh đã không có cơ hội thi đấu, thậm chí còn không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia dù vậy thì theo trang 1 số 3.com, Quang Dinh Minh nhiều khả năng sẽ được tân huấn luyện viên Lisa Peng trọng dụng để thi đấu ở hai trận tiếp theo gặp Nhật Bản và Việt Nam. Nếu quả thật ông Lisa Peng muốn trông cậy vào chân suốt không có gì nổi bật này, thì rõ ràng tuyển Trung Quốc đang đối diện với rất nhiều khó khăn về mặt thực lượng, đặc biệt là trên hàng công. Vừa qua thì truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng ở hai trận sắp tới, ông Lisa Peng khả năng sẽ không thể có sự phục vụ của ngôi sao số 1 nhập tịch như Enko Sơn. Alan, Fu và Fernandinho. Lý do là bởi nhóm cầu thủ này đã quay về Brazil và chưa biết khi nào sẽ quay trở lại Trung Quốc. Ra quyết định về câu phượng, hôm Park Seo đã có chìa khóa để hạ Trung Quốc. Các bạn thân mến, phong độ gần đây của tiền đạo câu phượng là không tốt, nhưng khi đặt niềm tin, anh có thể sẽ trở lại mạnh mẽ. Như đã biết là mới đây Hulê Park Sơ đã quyết định thay đổi toàn bộ ban cán sự tuyển Việt Nam. Ông đã bổ nhiệm Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng thay cho trung vệ Quế Ngọc Hải. Hai đội phó cũng đổi mới đó là Bùi Thiên Dũng và Nguyễn Công Phượng. Liên quan đến trường hợp Công Phượng làm đội phó thì chuyên gia Vũ Minh Hải đã nêu góc nhìn của mình không thật sự ưng ý. Với vị trí đội phó, tôi tin nhiệm Bùi Thiên Dũng hơn là Công Phượng. Vừa qua Công Phượng cũng xa suốt rồi có lúc vì việc gia đình Cậu ấy đã không tham gia cùng đội tuyển dù tập thể cần. Với tôi, đội tuyển quốc gia luôn cần được đề cao, nhiệm vụ quan trọng như chiến sĩ đi chiến đấu vậy. Trong 12 trận gần nhất chơi cho tuyển Việt Nam, cầu Phượng chỉ ghi hai bàn trước Malaysia và Lào tại áp cấp. Khi đội tuyển quốc gia cần cầu Phượng lên tiếng thì ở những trận đấu khó khăn như trước Indonesia hay Thái Lan, ngôi sao của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đều im tiếng 6 trận ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, Câu Phượng cũng chưa thể ghi bàn. Vậy là có hợp lý không khi Hyundai Park Geo trao tâm băng đội trưởng cho Câu Phượng? Tin rằng là chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những lý do riêng để đưa ra quyết định như vậy. Ở những góc nhìn khác cũng có thể thấy được khá nhiều lý do để cho thầy Park trao chức đội phó cho cầu thủ con cưng của mình. Thứ nhất, Câu Phượng là cầu thủ giàu kinh nghiệm trên đội tuyển quốc gia vào lúc này. Về mặt chuyên môn thì cũng không có gì phải bàn cãi khi anh đạt phong độ đỉnh cao. Về ý thức trách nhiệm, có lẽ nên thông cảm cho cô Phượng, đời cầu thủ thi đấu tập luyện xa nhà triền miên, vợ sinh con đầu lòng, có lẽ nên thông cảm khi cô Phượng muốn dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Thực tế thì cô Phượng chỉ định xin nghỉ ở trận gặp lập Rập rồi sau đó lên đội tuyển đá trận gặp Úc. Nhưng khi đó thì do khó di chuyển vì Covid-19 nên ngôi sao của câu lạc bộ Hoàng Lai đã bỏ lỡ cả hai trận đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022. Với vấn đề về sa sút phong độ, có lẽ chính chức đội phó là liều doping tinh thần cần thiết giúp cho cầu phượng thăng hoa. Nhìn ngược về V-League 2021, huấn luyện viên Kiên từng tin tưởng để cho cầu phượng đá lùi làm nhạc trưởng cho hàng công của Hoàng Nhân Lai. Và điều này đã thành công là một trong các lý do giúp cho đội bóng phố núi thăng hạng liên tục trên bảng xếp hạng. Chuyên gia Phan Anh Tú vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 đã đánh giá rất cao cầu vượng và quyết định của Kia Thế Sắc. Tôi cho rằng Kia Sắc đang có bước đi mới, thử nghiệm về cách sử dụng cầu vượng, đưa cậu ấy lùi xuống đá tiền vệ để phát huy khả năng cầm bóng. Chắc chắn Kia Thế Sắc muốn đào tạo cầu vượng chơi khác đi. Huấn luyện viên này hiểu khả năng của cầu vượng, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng tốt. Cá nhân cũng giống như đội bóng đều có những điểm yếu. Huấn luyện viên phải xem rằng nên chữa cái gì trước với công phượng trước tiên là cần chăm chỉ cần cù đã có trách nhiệm đã. Khi đã làm tốt việc đó rồi sẽ có đất diễn để phát huy sự đột phá bùng nổ sở trường của anh ấy. Nếu cứ để anh ta đã thoải mái phát huy mỗi sở trường thôi trong khi lại thiếu đi những trách nhiệm khác thì chưa chắc đã hay. Đó cũng là vấn đề trong đào tạo, trong huấn luyện khi huấn luyện viên giỏi có cách đi như vậy. Công Phượng thích đa tiền đạo, chơi tự do, solo, nhưng trước hết hãy tập trung vào nhiệm vụ tiền vệ đi đã. Nếu làm tốt thì sở trường cá nhân còn phát huy hiệu quả hơn. Vì thế tôi cho rằng Kiên Sắc muốn bổ sung thêm năng lực cho công Phượng bằng cách cho đá lùi xuống, đá tiền vệ để chạy chỗ nhiều hơn, phòng ngự nhiều hơn và đá chỉn chu hơn chứ không còn lãng mạn bay bổng nữa. Ông Tú cho biết. Giống việc đá lùi ở Hoàng Trân Ai trước đội phó cũng khiến cho công Phượng cần có trách nhiệm hơn cũng như cảm nhận rõ lòng tin từ huấn luyện viên trưởng. Gần đây Công Phượng thường có những biểu hiện của sự ức chế. Thay vì thăng hoa, anh lại hay phạm lỗi, rất không đáng có, như đánh cùi trỏ vào đối phương ở tình huống không cần thiết khi đụng độ ở lập suốt ngày 16 tháng 11. Việc được ông Bang sơ tin tưởng, giao trọng trách sẽ giúp cho cầu vượng vững bước tìm lại phong độ, cũng như bình tĩnh hơn, tránh những pha phạm lỗi. Biết đâu trong một ngày tháng hoa, công vượng lại trở thành chìa khóa giúp cho tuyển việt nam có chiến thắng trước trung quốc. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, 18 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và để lại những bình luận của mình. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.